Hi, xin chào các bạn. Nhìn phía sau lưng mình, các bạn cũng biết được mình đang đứng đâu rồi đúng không? Đó chính là sân cỏ, nơi mà suốt 2 tháng qua những chàng cầu thủ của chúng ta rất nóng lòng được quay trở lại. Sau ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid, khi mà hoạt động thể thao trên toàn thế giới bị đóng băng, thì may mắn tại Việt Nam đã có sự trở lại đầy ấn tượng của bóng đá. Và ngày hôm nay hãy cùng Ngọc Tuyết trò chuyện với một anh chàng cầu thủ. Anh chàng sở hữu một tốc độ và những pha đi bóng ảo diệu, được mệnh danh là Ronaldo của Việt Nam. Anh chàng này không chỉ rất thận trọng trên sân cỏ mà còn ngay cả trong cuộc sống. Nào hãy cùng đoán xem người ấy là ai nhé. Chào anh Phi Sơn, rất vui khi được gặp anh. Anh có thể chia sẻ cho em một ít cảm xúc của mình sau thời gian khá dài quay trở lại sân cỏ không ạ? Chào Ngọc Tuyết, có lẽ cảm xúc chung không chỉ của riêng mình mà rất nhiều cầu thủ khác đã rất nhớ sân cỏ trong những ngày cách ly toàn xã hội. Cảm giác thật vui và hạnh phúc khi được tập luyện và thi đấu cùng đồng đội. Và nói thật là mình rất hồi hộp như lần đầu được ra sân. Vậy thì sau một khoảng thời gian dài nghỉ ngơi, không biết chấn thương ở chân của anh đã hoàn toàn bình phục chưa ạ? Trong quá trình dài bị chấn thương thì Sơn đã cố gắng tập luyện để có thể hồi phục 100% phong độ của mình và cố gắng tập luyện tốt để duy trì được thể lực và phong độ để thi đấu. Dạ, thì đối với một cầu thủ thường xuyên phải luyện tập và thi đấu như anh thì việc bảo vệ sức khỏe là ưu tiên số 1 và phải lựa chọn những dịch vụ tốt nhất. Thì em được biết anh là một trong những cầu thủ đã lựa chọn bảo hiểm BTI để bảo vệ sức khỏe. Vậy anh có thể chia sẻ cho khán giả biết vì sao anh lại lựa chọn BTI không ạ? Đối với cầu thủ trẻ như bọn mình ạ, thi đấu và tập luyện nếu không may mắc phải những chấn thương nghiêm trọng, ngoài việc phải chịu thiệt thôi thì không thể phát triển 100% sự nghiệp thì kinh phí để điều trị cũng là một vấn đề nan giải. Và việc trang bị bảo hiểm sẽ giúp tất cả các bên tư câu lạc bộ, bên chấn thương hoặc bên gây chấn thương chủ động và mọi hoàn cảnh, không bị rơi vào hoàn cảnh khó xử vì những kinh phí lớn để điều trị. Mình đã tìm hiểu và được biết PTI là một thương hiệu bảo hiểm lớn, uy tín và được đồng nghiệp tin tưởng và lựa chọn. Bên cạnh đó, BTI đã có nhiều hoạt động và trách nhiệm với cộng đồng và là một đơn vị nhiều năm đồng hành cùng V-League nên mình rất yên tâm. Thì đối với bảo hiểm sức khỏe, anh đã yên tâm lựa chọn BTI. Thì nhưng mà em còn được biết năm nay anh đã tạo riêng cho mình một MC mới. Vậy thì anh có thể chia sẻ cho mọi người biết cách anh bảo vệ và chăm sóc nó như thế nào không ạ? Đúng là năm vừa rồi, sau nhiều cố gắng, bản thân mình đã từ tay tậu được một chiếc xe ô tô mới. Trước khi mua, mình cũng đã tìm hiểu kỹ về các loại hình bảo hiểm, trong đó có bảo hiểm trách nhiệm dân sự dành cho xe ô tô. Mình hiểu đấy là loại hình bảo hiểm bắt buộc mà chủ xe nào cũng cần phải trang bị, và cũng giống như bảo hiểm sức khỏe, mình vẫn tin tưởng và lựa chọn bảo hiểm trách nhiệm dân sự của PTI. Thông thường thì mọi người thường nghĩ mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự để khi ra đường bị công an kiểm tra thì nó chỉ là một hình thức để đối phó. Anh có suy nghĩ như thế nào về nó và nó có thực sự cần thiết không? Khi xảy ra tai nạn, có những đối tượng bỏ trốn vì lo sợ không đủ tài chính để bồi thường và bị truy cứu. Tuy nhiên, như mình tìm hiểu thì khi tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự thì đơn giản vì bảo hiểm sẽ hỗ trợ bồi thường, đó là sự thiệt hại về thân thể và thiệt hại về tài sản đối với bên thứ ba, hay nói cách khác là nạn nhân. Mức trách nhiệm bảo hiểm dân sự xe ô tô đối với thiệt hại về người lên đến 100 triệu đồng một người một vụ tai nạn. Tuy nhiên, có một lưu ý, bảo hiểm sẽ không chi trả theo dàn xếp của hai bên mà phải có sự can thiệp quyết định của cảnh sát giao thông, xem ai đúng, ai sai rõ ràng và dựa theo biên bản sẽ quyết định được số tiền mà công ty bảo hiểm phải chi trả.
Đối với một người mới lái xe như anh Sơn thì anh đã trang bị những gì cho mình trước khi tham gia giao thông? Có rất nhiều kinh nghiệm trước khi tham gia giao thông được anh em trong đội chia sẻ cho Sơn. Nhưng mình luôn ghi nhớ nhất 4 điều quan trọng ở sau đây. Khi lên bất kỳ chiếc xe nào, Sơn cũng cần làm quen với các vị trí trên xe. Khi xe chưa chạy, nhằm nhớ vị trí để thao tác chính xác khi lái xe, chỉnh ghế lái xe, chỉnh vô lăng, chỉnh gương chiếu hậu sao cho bạn có tư thế ngồi lái xe, tư thế đặt tay vô lăng và góc quan sát tốt nhất, và cài dây an toàn trước khi khởi động xe. Sơn thường đi chậm và chắc mới lái xe nên Sơn không tăng tốc độ đột ngột, tập các kỹ năng lái xe chính xác ở tốc độ thấp, sau đó mới tăng dần tốc độ. Tập thói quen nhìn mọi biển báo giao thông trên đường, biển báo hạn chế tốc độ, biển cấm ô tô, cấm dừng đỗ, biển được phép rẽ phải khi có đèn đỏ, tham gia bảo hiểm của PTI. Sơn khuyên mọi người là dù mới tập lái hay lái xe có kinh nghiệm, bạn cũng nên mua một bảo hiểm cho chiếc xe của mình. Việc va đụng là khó tránh khỏi dù bạn có cẩn thận tới đâu. Hãy tham gia tại công ty bảo hiểm có uy tín để luôn được hỗ trợ tốt nhất. Tôi tham gia bảo hiểm PTI và PTI có mạng lưới gần 800 gara, hệ thống giám định viên hơn 300 người tại 63 tỉnh thành trên cả nước và luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7. Qua xem ra anh đã tìm hiểu rất kỹ. Xin cảm ơn anh đã tin tưởng và lựa chọn bảo hiểm của PTI. Em chúc anh có thật nhiều sức khỏe và giữ vững phong độ cho lần trở lại này. Dạ, xin cảm ơn về những chia sẻ của anh ạ. PTI, người bạn đích thực.